Hello cả nhà, xin chào cả nhà, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, an lành. Cuối tuần nên mình không có nấu cơm nên gia đình mình đi ra ngoài ăn cơm. Thịt heo chân với cải mặn, cái này là rau luộc. Chào chị ăn cơm. Cơm mời cả nhà ăn cơm nha. Nó có gì hay ngồi lại chứ mấy người chân. Này bên đây gia đình mình ăn cơm. Đúng, mình ăn cơm, cơm xào. Cơm xào xát xíu. Đây. Cơm không? Hai ăn, cơm không? Ngon hơi. Các bạn có thể